Thật đặc biệt, tại Bồ Lâm Tỳ Ni có sự hiện diện của một ngôi chùa Việt Nam do trụ trì người Việt xây dựng. Đó chính là Việt Nam Phật Quốc Tự, niềm tự hào của tôn giáo Việt tại đất nước của Phật giáo Ấn Độ. Nhà sư trụ trì của chùa Việt Nam Phật Quốc Tự chính là Thầy Thích Quyền Diệu. Thầy đã từng sống ở Pháp và lấy được bằng tiến sĩ thần học ở trường đại học Sorbonne nổi tiếng. Cách đây 20 năm, Thầy thực hiện cuộc hành hương lên đất Ấn Độ. Bằng sự thông thái về kinh kệ và ngoại ngữ, Thầy được nhiều trường đại học lớn ở Nhật Bản, Tây Âu, Bắc Mỹ mời làm giáo sư thỉnh giảng. Dùng số tiền công đức dạy học dành dụm được, cộng với tiền quyên góp của các Phật tử Việt Nam ở các nước, Thầy bắt đầu mua đất và vật liệu xây dựng để chuẩn bị cho việc xây dựng chùa. Tháng 5 năm 1987, Thầy Quyền Diệu bắt đầu tiến hành xây dựng một ngôi chùa 3 tầng trên khuôn viên rộng 3,5 hectare và đặt tên là Việt Nam Phật Quốc Tự. Ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự đã đưa Việt Nam sánh cùng các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Myanmar, Trung Quốc khi có sự hiện diện của dấu ấn Phật giáo nước ta tại đất tổ nhà Phật. Đây còn là nơi mà người con xa xứ ở đất bạn cùng nhau gửi gắm tình cảm về quê hương, đất nước. Thật đặc biệt, tại Bồ Đề Đạo Tràng có sự hiện diện của một ngôi chùa Việt Nam do trụ trì người Việt xây dựng. Đó chính là Việt Nam Phật Quốc Tự, niềm tự hào của tôn giáo Việt tại đất nước của Phật giáo Ấn Độ. Nhà sư trụ trì chùa Việt Nam Phật Quốc Tự chính là Thầy Thích Huyền Diệu. Thầy đã từng sống ở Pháp và đã lấy được bằng tiến sĩ thần học ở trường đại học Sorbonne nổi tiếng. Cách đây 20 năm, Thầy thực hiện cuộc hành hương lên đất Ấn Độ. Bằng sự thông thái về kinh kệ và ngoại ngữ, Thầy được nhiều trường đại học lớn ở Nhật Bản, Tây Âu, Bắc Mỹ mời làm giáo sư thỉnh giảng. Dùng số tiền công đức dạy học dành dụm được, cộng với tiền quyên góp của các Phật tử Việt Nam ở các nước, Thầy bắt đầu mua đất và vật liệu xây dựng để chuẩn bị cho việc xây dựng chùa. Tháng 5 năm 1987, Thầy Huyền Diệu bắt đầu tiến hành xây dựng một ngôi chùa 3 tầng trên khuôn viên rộng 3,5 hectare và đặt tên là Việt Nam Phật Quốc Tự. Sau một thời gian dài thi công xây dựng, chùa hoàn thành và được khánh thành vào ngày 12 tháng 1 năm 2003. Ngôi chùa được xây dựng theo cấu trúc hình vuông và hai mái cong vươn cao như đóa sen vượt khỏi mặt nước bùn lầy. Đồng thời, kiến trúc của ngôi chánh điện cũng thể hiện được truyền thống bất khuất trước ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự đã đưa Việt Nam sánh vai cùng các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Myanmar, Trung Quốc khi có sự hiện diện của dấu ấn Phật giáo nước ta tại đất tổ nhà Phật. Đây còn là nơi mà những người con xa xứ ở đất bạn cùng nhau gửi gắm tình cảm về quê hương, đất nước của mình. Hòa Thượng Thích Huyền Diệu là cái tên không hề xa lạ trong giới tăng lữ hiện nay, được rất nhiều người biết đến. Ngài là người khởi công xây dựng ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự trên xứ người, có nhiều đóng góp to lớn cho nền Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Huyền Diệu có tục danh là Lâm Trung Quốc, Ngài sinh năm 1946 tại Ba Tri, thuộc tỉnh Bến Tre ngày nay. Thầy sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Bến Tre,
Ngay từ thời còn niên thiếu, thầy Thích Huyền Diệu đã xuất gia tu học với trưởng lão Hòa Thượng Thích Hoằng Nhân ở chùa Mai Sơn, tỉnh Biên thuộc tỉnh An Giang. Đây chính là cơ duyên đã giúp thay đổi hoàn toàn cuộc đời của thầy về sau này. Năm 1969, khi thầy vẫn còn đang là sinh viên theo học tại Đại học Nantes và Sorbonne của Pháp, thầy Thích Huyền Diệu đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ. Quỳ dưới kim cang tọa, trong lòng thầy bỗng trào dâng một niềm xúc động vô bờ, bởi ước nguyện của cuộc đời thầy dường như đã thành sự thật. Khi được chứng kiến các ngôi chùa của các nước phát triển hiện hữu trên thánh địa Phật giáo, thầy không khỏi chạnh lòng khi chưa thấy được ngôi chùa của Việt Nam xuất hiện tại đây. Mặc dù đạo Phật đã đến Việt Nam trên 2.000 năm, dành dụng từng đồng tiền mà thầy kiếm được khi đi dạy học và nhận được sự ủng hộ tích cực của các học trò Âu Mỹ. Vào năm 1987, trải qua bao khó khăn trắc trở, thầy Thích Huyền Diệu đã mua được miếng đất chỉ rộng vẻn vẹn 450 m². Trong khi ngôi chùa của các nước khác rộng đến hàng ngàn mét do nhận được sự hỗ trợ rất lớn của chính phủ các nước. Việt Nam vào những năm đầu của thập niên 80, tình hình trong nước sau hai cuộc chiến tranh vẫn còn rất đói nghèo. Phật giáo vào giai đoạn này chưa được chấn hưng, cộng đồng người Việt ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ khi đó chỉ có một mình thầy Thích Huyền Diệu, cho nên việc xây chùa gặp phải tình trạng khó khăn chưa từng có. Tuy nhiên thầy lại gặp cơ duyên không ngờ tới, khi mà lần lượt những chủ đất xung quanh vùng đã đồng ý bán lại cho thầy các mảnh đất. Dần dần tích tiểu thành đại, diện tích đất để xây dựng nên ngôi chùa Việt đầu tiên ở Ấn Độ đã lên đến 30.000 m². Vì thầy Thích Huyền Diệu là người nước ngoài đầu tiên được phép cấp đất xây chùa tại nơi Đức Phật đản sinh. Do đó mà vào năm 1993, vua Nepal đã cho một chiếc máy bay đặc biệt đưa thầy xuống tận vùng Lumbini để chọn đất nhằm xây nên ngôi chùa thứ hai. Ngồi trên máy bay lựa chọn kỹ lưỡng, thế nhưng khi đứng trước khu đất, thầy lại cảm thấy thất vọng não nề. Đó là bởi vùng đất khi đó là một vũng trùng sình lầy và toàn ao hồ. Điều này sẽ khiến cho việc xây dựng chùa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi này trong túi của thầy chỉ còn đúng $60, không đủ để mua sắm thứ gì quá to tát. Không ngại gian khó, thầy Thích Huyền Diệu đã tự tay bẻ sắt, đúc móng làm chùa rồi tự tay trồng những bông sen, bông súng, tự tay đóng những vật dụng sinh hoạt trong chùa. Thầy lấy sự giản dị, đơn sơ làm điều an vui cho cuộc đời mình. Chính sự giản dị ấy đã làm nên linh hồn cho ngôi chùa An Việt Nam Phật Quốc Tự thứ hai giữa muôn vàn kiến trúc chùa chiền khác nhau tại thánh địa Lumbini. Năm 2002, tại Nepal diễn ra vụ thảm sát hoàng gia, điều đó khiến cho đất nước này lâm vào cuộc nội chiến triền miên. Và khi chiến tranh Nepal nổ ra, trong lòng của thầy Thích Huyền Diệu đã hình thành nên một tình yêu cao cả, giúp thầy thực hiện một sứ mệnh vĩ đại nhằm góp phần chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu khiến hơn 14.000 người thiệt mạng. Năm 2005, thầy Thích Huyền Diệu đã gửi thư cho nhà vua Nepal cùng ban lãnh đạo các đảng phái chính trị khác nhau, đề nghị kiến lập hòa bình cho khu vực Lumbini nói riêng và toàn bộ đất nước Nepal nói chung. Lá thư tâm huyết của thầy đã có một tiếng vang vô cùng lớn trong dư luận. Điều này một lần nữa đã giúp hình ảnh của Việt Nam được đề cao trong giới Phật giáo quốc tế. Về sau này, khi cuộc nội chiến ở Nepal kết thúc, thầy Thích Huyền Diệu đã được quốc gia này đề cử nhận giải Nobel vì hòa bình. Thế nhưng thầy đã từ chối, với mong muốn được an bình nhằm có thể góp phần xây dựng và giới thiệu cho bạn bè gần xa biết đến ngôi chùa của người Việt nhiều hơn nữa. Một số chức vụ, thành tựu mà thầy Thích Huyền Diệu đã trải qua. Nguyên chủ nhiệm tờ Nhật Báo Gió Nam nhưng chỉ một năm sau do tố cáo tội ác Mỹ Sơn, Mỹ Lai trước tòa án Hoa Kỳ. Phiên xử ngày 21 tháng 12 năm 1969 ủy quyền cho luật sư Paul Mankin đại diện quyền lợi nạn nhân bị đình bản. Tiến sĩ khoa thần học tại Đại học Sorbonne, Pháp, khai sơn và chủ trì Việt Nam Phật Quốc Tự,
Ấn Độ. Khai sơn và trụ trì Việt Nam Phật Quốc Tự, Lambini Lâm Tỳ Ni, Nepal. Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Quốc tế Lâm Tỳ Ni. Từng được Nepal đề cử giải Nobel Hòa bình nhưng thầy Thích Huyền Diệu đã từ chối. Người khởi xướng đầu tiên kêu gọi cộng đồng Phật giáo thế giới khôi phục các thánh tích Phật giáo tại Nepal và Ấn Độ. Người có công đầu trong việc thuyết phục phe du kích quân Mạo Ist và chính phủ Nepal ngồi vào bàn đàm phán, ký kết hiệp ước hòa bình, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 10 năm, làm hơn 14.000 người thiệt mạng. Lớp học đầu tiên thời thơ ấu. Tôi sanh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh ở một vùng nông thôn Việt Nam, không được may mắn cấp sách đến trường như các bạn trẻ ở tỉnh thành hay ở những nơi có an ninh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi được đưa về ở tạm nơi nhà bà ngoại. Người thầy đầu tiên dạy tôi học chữ là một ông thầy giáo làng. Cuộc chiến tranh Việt, Pháp bùng nổ dữ dội, thế là tôi lại theo ba má đi chạy giặc mai nơi này mốt nơi khác. Chiến tranh mỗi ngày mỗi lan rộng, dân chúng chạy loạn càng lúc càng đông, tôi không bao giờ quên được những cảnh khổ cực, nghèo đói, sợ hãi của nhiều người xung quanh. Có những cảnh người bị chết đói, bị thương nằm dọc đường tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Khi Hiệp định Geneva được ký kết, hòa bình tạm vãn hồi, đất nước bị chia đôi, tôi lại may mắn được cấp sách đến trường. Tôi cố gắng học vì thương mẹ. Gia đình tôi thuộc hạng tầm thường trong một xã hội đầy biến đổi, một đất nước bị chiến tranh triền miên. Tôi nhớ rất rõ là ba má tôi làm lụng vất vả mới đủ cơm ăn áo mặc không có dư giả gì nhiều. Ba má tôi thường nói với tôi, còn có thương và nhớ ơn ba má thì cố gắng học cho giỏi. Câu này ba má tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần và nó như một câu thần chú dím vào tâm tư tôi không biết lúc nào. Và ngày nào tôi cũng lặp đi lặp lại nếu biết thương ba má thì cố gắng học cho giỏi. Tôi vốn là một đứa bé rất tầm thường, chỉ số thông minh thuộc vào loại thấp, trí nhớ khá yếu, có lẽ vì tôi bị nhiều chứng bệnh nan y ngay từ nhỏ. Vì tôi bị bệnh suyễn và nhiều bệnh khác nên khả năng học và nhớ rất bị giới hạn. Tuy thua kém nhiều mặt so với các bạn cùng lớp nhưng tôi luôn luôn cố gắng học để tri ân ba má tôi. Mỗi khi nhận được bằng khen, tôi đem về nhà khoe, ba má tôi mừng. Tôi coi đó như một sự đền ơn ba má, tri ân công sanh thành và nuôi tôi khôn lớn. Chiến tranh tàn khốc đưa cuộc sống người dân càng thêm khốn cùng. Lúc tôi còn quá nhỏ để biết tại sao thì ba má tôi đã chia tay nhau. Đây là tai họa lớn cho cuộc đời tôi. Nghèo đói là khổ, nhưng chia ly oán hận lại càng khổ hơn. Tôi thì ba cũng thương mà má cũng thương. Nhưng hai người vì lý do gì đó chia tay lúc nào tôi cũng không hay biết. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình và là một nạn nhân khổ đau nhất. Vì khi ở với má mà nhớ và nhắc đến tên ba thì bị những trận đòn rất nặng. Viết đến đây lòng tôi rất đau buồn. Trái tim sẽ thắt lại khi nghĩ đến trên trái đất này có hàng trăm ngàn trẻ em chẳng may bị hoàn cảnh cha mẹ không giải quyết được bất đồng và phải chia tay trong đau khổ ngang trái. Hận thù không tha thứ cho nhau được, thế là khổ đau lại đổ lên con cháu. Tôi mong mỏi và thành tâm kêu gọi quý ông quý bà hay quý anh chị khi đã gặp nhau rồi yêu thương nhau sanh con cháu. Nếu vì hoàn cảnh nào đó đưa tới sự bất đồng thì cố gắng giải quyết nhân nhượng lẫn nhau mà tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc trên trần gian này để cho con cháu được nhờ. Nếu rủi cố gắng hòa giải nhiều lần nhưng không thành thì cố gắng thu xếp chia tay với nhau sao cho thật an lạc, không hận thù mà vẫn giữ được tình bạn, tình người. Nếu làm được như vậy sẽ giúp những đứa trẻ vững tâm yêu đời và sống hạnh phúc như bao nhiêu trẻ thơ khác. Con đường đến trường. Trong ký ức của tôi, con đường đi học được băng qua những hàng dừa, hàng cau và ruộng lúa hương thơm ngào ngạt là những kỷ niệm êm đềm nơi làng quê Việt Nam xưa khó quên. Những cảnh êm đềm và hòa bình an lạc nơi thôn quê Việt Nam đã ảnh hưởng lớn đến cá tánh và đời sống của tôi, mang đến cho tôi hòa bình và an lạc trong cuộc sống.
ở với má tuổi thơ tôi chất chồng là những trận đòn roi. Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ mình phải ra đi để tránh những trận đòn đau đớn. Ý nghĩ bỏ nhà ra đi đến với tôi khá nhiều tháng, nhưng tôi chưa biết sẽ đi về đâu, cư trú nơi nào, cơm đâu mà ăn. Ngay từ lúc nhỏ tôi đã có niềm tin rất lớn vào lòng từ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi khi gặp điều gì khó khăn, tôi thường trì niệm danh hiệu Ngài, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cuối cùng tôi quyết định cứ ra đi, và tất cả trông cậy vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm dẫn đường chỉ lối. Nhiều ngày trước khi ra đi, tôi đem những hình Phật, ông tiên bà tiên mà tôi đã sưu tập từ bao nhang hay sách báo ra bờ sông để một chỗ gần cây lớn khi không có ai. Rồi bái lạy và niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện chuyến đi trốn khỏi nhà thành công tốt đẹp. Tôi rời khỏi nhà chỉ vỏn vẹn có một bộ đồ trên mình, không có một đồng tiền cắt bạc. Đi khỏi nhà rồi mới thấy sự đói khổ và cô đơn. Phước đức và may mắn gặp được chân sư. Tới Bắc Mỹ Tho, đây là chiếc bắc đưa xe và khách qua khúc sông Cửu Long chia cách Mỹ Tho, nay là thị xã của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Khi tôi vừa qua cầu để xuống bắc thì gặp một vị thầy mặc áo màu nâu. Thầy kêu tên tôi thật lớn. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ biết thầy, chưa bao giờ gặp thầy mà sao thầy biết tên tôi. Thầy nói thầy đợi tôi ở đây 3 ngày rồi. Thầy kêu tôi đi theo thầy về chùa ở vùng 7 núi Thất Sơn. Ngạc nhiên và bị thu hút một cách huyền bí, tôi đã đi theo thầy một cách lạ thường, như thể thầy là người trong gia đình mà tôi đã thân đã kính quý từ lâu. Sau này tôi biết thầy Hoàng Nhơn là người chứng đắc nhiều phép lạ, nên thầy biết rất nhiều huyền cơ vũ trụ và biết rất rõ số mạng từng người. Tôi vô cùng may mắn được thầy độ và chỉ rõ con đường để đi tới thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này. Nếu tôi không may mắn gặp thầy Hoàng Nhân thì chắc chắn cuộc đời của tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Nhờ TRI ân sư phụ mà tránh được nhiều lần làm khổ dân tộc và đất nước Việt Nam. Sau khi hoàn tất một phần sự học ở các nước Âu Mỹ, nhiều tổ chức quyền thế và giàu có tìm đến thuê mướn với số lương bổng và quyền lợi rất hậu hĩnh. Lúc đó còn trẻ, thấy tiền bạc và danh vọng cũng như địa vị rất hấp dẫn, tôi nhiều lần định nhận lời nhưng rồi lại thôi vì nhớ đến lời dạy của thầy Hoàng Nhân. Trong cuộc đời này con phải tri ân và không được bao giờ làm khổ cho bất cứ một dân tộc hay nước nào từng cho con cơm ăn hay nước uống. Tôi đã sinh ra và trưởng thành nơi đất nước Việt Nam. Nơi đó tôi đã được cha mẹ nuôi dưỡng, thầy tổ dạy dỗ và biết bao nhiêu người yêu thương giúp đỡ tôi. Như vậy tôi đừng bao giờ làm bất cứ một việc gì gây đau khổ cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Tinh thần cao thượng, triết lý tri ân nhân nghĩa mà tôi đã được thầy dạy đi dạy lại rất nhiều lần đã in sâu vào tâm trí. Vì vậy tôi đã cương quyết từ chối được những đề nghị lương bổng hấp dẫn gián tiếp hay trực tiếp làm khổ dân tộc và đất nước tôi. Tôi thường tu tập và cầu nguyện cho những vết thương đó lành hẳn, những hận thù tiêu tan. Và tình thương được trở lại với dân tộc và đất nước đầy khổ đau, và tình thương con người được lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Tôi có rất nhiều bạn bè cùng lứa tuổi, nhưng hầu hết bạn tôi đã chết vì cuộc chiến. Những cảnh tượng, những nỗi đau mà tôi đã tận mắt thấy trong thời chiến tranh vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Vì vậy tôi rất ghê sợ và chán ghét chiến tranh và mong mỏi được đóng góp hòa bình an lạc cho mọi người và mọi chúng sanh trên trái đất này. Một trong những điều tôi vui mừng nhất trong cuộc đời này là góp phần vãn hồi hòa bình cho Nepal. Nhờ LONGTRI ân mà tôi đem được mật pháp đến CHO, nhiều người đau khổ trở nên hạnh phúc. Khi biết tôi biết chút ít giáo lý đạo Phật và phương pháp tu tập, các anh chị em học trò cũng như thân hữu các nước có yêu cầu tôi thỉnh thoảng tổ chức những khóa giáo lý và tu tập vào cuối tuần tới vẫn nguyên quyết định không lấy tiền dạy các khóa tu tập. Các khóa dạy học về tâm linh, từ từ các khóa tu tập của tôi được lan rộng ra nhiều hơn, tôi rất vui mừng thấy mình đã giữ được lời hứa với thầy tổ.
Trong Phật Pháp Nhiệm Màu có 84.000 pháp môn. Tôi chỉ hỏi những pháp môn nào đơn giản mà có ngay hạnh phúc trong đời hiện tại. Nhờ lòng TRIN mà tôi xây cất được HAI ngôi chùa MANG tên đất nước Việt NAM và có cơ duyên tốt tái thiết thánh địa Lâm Tỳ Ni. Tuy không tặng được tiền bạc cho tôi, các học trò đệ tử đã giúp tôi biết bao nhiêu việc tốt trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhất là hỗ trợ tôi rất lớn trong việc xây cất Việt Nam Phật Quốc Tự Bút Hà Gây A, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi xứ Ấn Độ. Và cảm động nhất là anh chị em đã âm thầm làm việc rất tích cực để vận động nhà vua Nepal Birendra và Chánh. Phủ Nepal vào thời đó mời tôi sang Lâm Tỳ Ni Lambini để xây dựng ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần. Vậy là tạo cơ duyên tốt cho tôi làm thêm một ngôi chùa thứ hai khác cùng mang tên Việt Nam, đó là Việt Nam Phật Quốc Tự Lambini Lâm Tỳ Ni, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần. Khi tôi đến Nepal, đất nước tươi đẹp hùng vĩ này, mọi người sống trong an lạc, hòa bình, bất chợt không may chiến tranh xảy ra làm trên 14.000 người chết. Hàng trăm ngàn người mất nhà mất cửa, nhiều tỷ đô la tài sản tiêu tan vì chiến tranh, dân thường mỗi ngày mỗi nghèo và đau khổ hơn. Nhiều lần, học trò đệ tử yêu cầu tôi rời khỏi xứ này để được an lành hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ rằng khi mình đến Nepal thì xứ này có hòa bình, nay chẳng may có chiến tranh xảy ra, mình nỡ lòng mà bỏ đi. Tôi đã quyết định bằng mọi cách ở lại để tụng kinh, trì chú cầu nguyện và đóng góp được gì cho hòa bình trở lại xứ này thì tôi sẵn sàng làm. Túp lều của thầy trong những ngày đầu xây chùa tại Nepal. Khi những dòng này được chuyển tới quý vị thì tình hình đất nước Nepal đã sáng sủa hơn và có nhiều triển vọng cho hòa bình. Đây là kết quả rất đáng khích lệ cho một quốc gia trải qua tình trạng chiến tranh tàn khốc, đẫm máu, giết chết hàng chục ngàn người dân vô tội. Chiến sự đang đẫm máu và khốc liệt, bỗng nhiên các phe chịu ngừng bắn, làm các cường quốc trên thế giới và các nước cung cấp vũ khí cho đôi bên rất đổi ngạc nhiên. Họ không ngờ lại có sự việc như vậy xảy ra, vô cùng đột ngột ngoài dự đoán của mọi người. Kết quả vô cùng tốt đẹp này do sự vận động, làm việc liên tục trong nhiều năm đầy khó khăn thử thách. Trong đó có sự đóng góp tích cực của quý anh chị em thân hữu từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta. Tôi trân trọng, thành kính tri ân chư thân hữu, bạn bè các nơi đã tận tình giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề này về nhiều phương tiện hòa bình Nepal trong nhiều năm qua. Làm được việc đó một phần là do chúng ta tri ân đất nước này đã sản sinh ra Đức Phật Thích Ca cách đây trên 25 thế kỷ. Phận sự chúng ta tới đây coi như đã làm xong. Phần còn lại các giới lãnh đạo và người dân Nepal phải tự làm lấy. Chúng ta không thể nào làm khác hơn vì chúng ta là người ngoại quốc. Thành kính tri ân chư liệt vị, rất mong mỏi được đón tiếp quý vị thăm viếng Lambini, dừng chân trú ngụ nơi an Việt Nam Phật Quốc Tự Lambini. Nepal ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Đức Phật giáng trần và tại an Việt Nam Phật Quốc Tự Bodh Gaya, Ấn Độ nơi Đức Phật thành đạo.